Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì Hà Nội là một ngày khá là mưa, nhiệt độ tầm 24-25 độ. Nhưng mà không biết là cái ngày video lên sóng thì liệu là Hà Nội đã chuyển đông hay chưa. Đây bây giờ cũng đang là thu rồi và cũng đang chớm chớm, thỉnh thoảng hơi lạnh lạnh rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video gợi ý 5 mùi hương cho các bạn nữ sử dụng vào mùa thu và đặc biệt là những ngày đầu đông. Và trong này thì những chai nước hoa mà mình sắp gợi ý đây thì đều là những chai nước hoa còn giá tầm dưới 3 triệu đồng. Thực ra thì như mình cái sản phẩm nước hoa của nữ ấy thì cái mức giá tầm dưới 3 triệu thì nó rất là nhiều, rất là đa dạng, nó không gọi là ít như là các sản phẩm của nam. Nhưng mà đây là năm mùi mà mình nghĩ rằng là các bạn nữ nên thử qua cho cái mùa đông này. Có thể có những mùi nó quen thuộc nhưng mà có những mùi nó cũng khá là lạ, nên là mọi người cứ tham khảo video này trước khi mua một sản phẩm nào đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau vào video nha. Chai nước hoa ở vị trí số 5 và cũng là chai nước hoa mở đầu, đó chính là chai nước hoa đến từ nhà Burberry, đó là Burberry For Her. Đây, này cái máy mình nó lấy nét hơi chậm ấy. Đó, đây, như các bạn thấy thì chai nước hoa này nó có thiết kế rất là đơn giản. Cái chai thủy tinh và cái nắp mồi hơi kiểu hồng nhạt, nhìn đã thấy kiểu hơi kiểu bánh bèo một chút. Thì cái chai nước hoa này có cách khoảng tầm 1 đến 2 năm, khi mà chai nước hoa Baccarat Rouge 540 của nhà MFK nó hot ấy, thì cũng có nhiều người nói rằng là đây là một cái mùi hương rất là giống với chai nước hoa 540 của nhà MFK. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng tranh thủ mình sẽ nói luôn về chai nước hoa này. Đó là khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ thấy là một chút vai rất là giống ban đầu, khoảng tầm 1-2 phút thôi. Cái mùi kẹo, kiểu kẹo ngọt ngọt, hơi kiểu cháy cháy một chút. Nhưng mà ngay sau đó thì cái mùi của Burberry For Her này nó là một cái mùi dâu. Chính xác là một cái mùi dâu. Cái mùi dâu ở đây nó không phải là mùi của một quả dâu tươi, mà các bạn này cần hình dung đến những cái như kiểu cái thạch dâu ấy, thạch làm bằng siro dâu hay là những cái kẹo dâu. Thì cái mùi hương ở đây nó sẽ dày dặn hơn một chút và nó sẽ rất là nịnh mũi. Và khi dry down xuống thì cái mùi dâu ở đây nó sẽ dịu dần và mình ngửi thì có phần hơi sáp và hơi kiểu phấn nhẹ một chút. Thì không biết rằng là trong ngoài nó có một chút gì đó của violet hay là của musk hay không, của xạ hương hay không, nhưng mà mình ngửi thì rất là giống những cái kem dưỡng môi của chị em phụ nữ mà nó có những cái vị dâu hay là những cái mỹ phẩm mà nó có mùi dâu ấy. Thì trước đây mình có ngửi qua và khi ngửi cái mùi hương này trên da mình dry down thì mình lại ngửi thấy một cái mùi hương đó. Và mùi hương này thì thực sự là rất là nịnh mũi. Nếu như bạn nào mua mà các bạn thích cái tông mùi nó ngọt ngọt vừa phải, nó không phải quá đà, thì đây là một cái lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Về cái độ bám tỏa của em này thì em này lưu ở trên da mình khoảng tầm 7 tiếng thôi. Nếu mà nói là sử dụng trong mùa đông thì có lẽ là nó sẽ hơi yếu, nhưng mà cái độ tỏa hương nó thì không phải là đến nỗi quá tệ là phải đưa tay lên ngửi. Nhưng mà thỉnh thoảng này các bạn, mình có xịt ở đây này và mình đi làm thì mình vẫn có thể ngửi thấy, khi mình để tay mình viết nhai hay là mình được cầm cái đồ dùng gì đó thì mình vẫn ngửi thấy cái mùi của Burberry For Her này. Nó không phải gọi là tỏa quá là kém. Và em này thì có lẽ rằng là nó sẽ phù hợp với những bạn khoảng tầm độ tuổi từ 16 cho đến 25, và các bạn thích những cái mùi nó đơn giản, nó không quá nồng, không quá gắt, và nó vẫn mang đến cái cảm giác kiểu thoải mái, rồi một cái mùi hương gọi là ngọt ngào, thơm tho kiểu như vậy thôi. Còn nó sẽ mùi hương này, về nếu mà xét về độ quyến rũ thì chắc là mình nghĩ rằng là nó hơi an toàn cho mức độ, nó chưa đạt đến một cái mùi hương gọi là quyến rũ được như những cái mùi hương sexy ngọt ngào khác. Thì nếu như bạn nào thích một cái mùi hương như vậy thì các bạn có thể tìm hiểu đến Burberry For Her này. Và cái giá em này thì chắc là nó tầm hơn 1 triệu đồng, tầm 1 triệu rưỡi gì đó thôi. Khá là rẻ cho một cái chai nước hoa 100ml này. Chúng ta cùng nhau đến với chỉ số 4, đó là một sản phẩm của nhà Montreal. Thì không phải là chai nước hoa Intense Cafe, cũng không phải là Chocolate Ready. Tại vì khi các bạn nhìn chai nước hoa màu này thì các bạn có thể nghĩ đến chai nước hoa Chocolate Ready, nhưng mà đây là Vanilla Cake. Thì với mình, cả nhà nước hoa của nhà Montreal này thì họ làm về những cái mùi hồng hay là những cái mùi kiểu trầm trước các thứ, nó khá là tốt. Nhưng mà nếu mà xét về những cái mùi ngọt ngào như là có vani những thứ thì có hai tên mà các bạn có thể thử qua, đó là Chocolate Ready và Vanilla Cake. Nhưng mà mình đã chọn Vanilla Cake để review với các bạn. Thì mùi hương ở đây các bạn chỉ cần hình dung rất là đơn giản như này. Mùi của Vanilla Cake là một cái mùi hương mà các bạn hãy nhớ đến cái bánh Oreo ấy.
cái bánh mà có cái lớp gọi là một cái lớp bánh màu đen ở ngoài và cái kem ở trong, thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra thì các bạn sẽ ngửi thấy như kiểu là các bạn bóc cái chiếc bánh đấy ra, các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi sữa béo béo của kem, của cái phần kem trắng ở bên trong và cái mùi bánh rất là ngậy. Và khi các bạn khoảng tầm 15 phút sau thì cái mùi hương này nó sẽ, cái mùi bánh này nó sẽ rất là dậy lên, nó như kiểu các bạn cắn vào cái miếng bánh. Khi các bạn đưa những cái bánh vào miệng thì các bạn sẽ cắn được cái miếng bánh đầu tiên. Thì có lẽ rằng là mình nghĩ rằng là cái vai cái mùi bánh hơi kiểu khét khét ấy, thì nó là do cái mùi hạnh nhân và cái mùi caramel hơi cháy một chút nó tạo nên cái mùi bánh. Nhưng mà khi dry down khoảng tầm 4 đến 5 tiếng sau thì nó là một cái mùi vani ngọt cùng với bánh rất là, nó đúng rất là ngọt ngào, rất là hấp dẫn. Nó đúng như kiểu là bạn đưa cái miếng bánh vào, các bạn hòa tan, các bạn cắn nó rồi cái miếng kem ở trong nó tan vào trong bánh vậy. Thì đây là một cái mùi hương mà rất là ngon, rất là tuyệt vời. Nếu như bạn nào thích những cái gu mùi nó thiên hướng về đồ ăn thì vanilla cake là một cái mùi hương mà các bạn nên thử qua. Mình vote em này nhiều hơn là chai chocolate USD, bị tuột mất cái logo của hãng. Thôi cứ để đây tạm đây đã. Thì em này nếu như vào độ tuổi thì có lẽ là mình nghĩ là độ tuổi nào cũng được, miễn là các bạn thích những cái gu mùi đồ ăn. Còn về cái độ bám tỏa thì nhà Montel này nó nổi tiếng với cái độ bám tỏa, gần như là mùi hương nào họ cũng bám tỏa rất là tốt, bao giờ trên tầm 8 đến 10 tiếng và tỏa hương rất là tốt. Về cái độ tuổi sử dụng của vanilla cake này thì mình nghĩ rằng là độ tuổi nào cũng sử dụng được, nhưng mà có lẽ là dưới 30 thì các bạn có thể sử dụng cái này, đặc biệt là các bạn thích những cái mùi có gu mùi đồ ăn. Và cái độ bám tỏa của chai vanilla cake này thì nó là một cái sản phẩm của nhà Montel, thì nhà hoa này nổi tiếng với độ bám tỏa rất là khủng khiếp, bao giờ tầm 8 đến 10 tiếng mà tỏa hương thì vô cùng tốt. Và với cái phong cách thì thực sự rằng là nếu như các bạn với phong cách thì mình cũng chưa hình dung được phong cách nào sử dụng em này, có lẽ là đây sẽ là một cái chai nước hoa gọi là các bạn có thể đổi gió, thi thoảng các bạn xịt để các bạn gây ấn tượng, hay là các bạn gây cái sự tò mò cho người khác, hay là đơn giản là đổi cái gió cho cái mũi của bạn. Còn em này nếu mà gọi là xài hàng ngày thì có lẽ là nó sẽ hơi nhàm chán một chút, nhưng mà nếu mà để đổi gió với những chai nước hoa khác thỉnh thoảng một chút, đi ăn, đi nhậu hay là đi ăn bánh kem chẳng hạn, các bạn xịt mùi này thì nó rất là hợp đó. Và giá em này trên thị trường chắc không tầm 1,5 triệu thì đó, trên dưới một chút. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm mình đã từng review qua, đó là Narciso Rodriguez phiên bản For Her EDT, hay còn gọi là Na Đen Cao. Thì mình đã từng review em này, em hồng cùng với em trắng. Nếu như bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xem cái đường link ở bên này hoặc bên này gì đó. Thì với mình đây là một cái mùi hương mà mình vô cùng thích, nếu như các bạn nào, bạn nữ nào xịt. Và mình có gọi là đây là mùi của đàn bà, của sự hấp dẫn, của sự quyến rũ. Nếu như bạn nữ nào mà thích cái kiểu những cái chiếc váy kiểu xẻ cao ở đùi rồi khoét ngực nó hơi sâu một chút thì các bạn nên thử qua em này. Mặc dù là mặc kiểu đấy thì mùa đông nó sẽ hơi rét, nhưng mà mình thấy rằng chị em kiểu khoác một cái áo lông lên rồi kiểu bất chấp một chút, lạnh một chút, nhưng mà khoe được những cái vẻ đẹp, những cái đường cong, thì đây là một cái mùi hương mà các chị em nên sử dụng. Tại vì về cái độ làm mùi với xạ hương, với hoa thì đây là một cái phiên bản mình đánh giá nó khá là dày, nó khá là tối và rất là hấp dẫn, rất là phù hợp với những bạn nữ nào theo đuổi cái phong cách như vậy. Và cái giá của em nó ở trên thị trường chắc là khoảng tầm gần 2 triệu đồng gì đó. Và về cái độ bám tỏa thì cũng không phải bàn cãi quá là nhiều. Mình thấy rằng là mùi hương này ở trên da mình thôi lưu còn rất là tốt và tỏa hương rất là nghi ngút rồi. Nên là em này chắc chắn là cái lựa chọn trong mùa đông rất là tốt cho các bạn nữ nào mà theo đuổi cái phong cách quyến rũ, sexy và kiểu hơi bí ẩn một chút. Đây, Narciso Rodriguez phiên bản For Her EDT, hay gọi là Na Đen Cao. Ở vị trí số 2 thì mình đang rất là lăn tăn, tại vì không biết em nào để ở vị trí số 1, tại vì hai em này giá nó ngang nhau và mùi hương thì thôi thì cho em này đi. Đó là một sản phẩm đến từ nhà YSL, đó là Black Opium. Thì đây là một cái mùi hương mà người ta gọi là thuốc phiện đen. Nó sẽ không có gọi là thuốc phiện hay gì đâu. Nó là một cái mùi hương mà cá nhân mình khi mình xịt ra, mình sẽ liên tưởng ngay đến những cái cô gái mà thích mặc những chiếc quần jean đen, hay là những cái chiếc váy màu đen bó sát sàn sạt. Rồi nếu như mặc jean đen thì các bạn có thể mặc một chiếc áo cao cổ hoặc là một chiếc áo len màu đen ở trong cùng một chiếc áo da khoác ngoài, đi những đôi kiểu
CC boot hay những đôi boot kiểu tối màu hoặc là màu nâu ấy, nó trông rất là cá tính, nó trông rất là quyến rũ, nó rất là kiểu kiểu mạnh mẽ, một người phụ nữ kiểu như vậy. Mình sẽ để cái hình mà mình liên tưởng tới ngay khi mình xịt cái mùi hương này ở đây để cho các bạn thấy. Mà những bạn nào mà kiểu bạn nữ nào mà kiểu thích cái kiểu đi phân khối lớn hay là yêu những anh đi phân khối lớn ấy, mà các bạn xịt mùi này nó sẽ vô cùng là phù hợp luôn. Thì đây là một cái mùi hương mà khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy nó có một cái chút hoa. Lúc đầu thì mình xịt ra mình thấy bảo là ui cái mùi hương này sao nó nữ tính thế. Cái mùi hoa, hoa ở đây là mùi hoa cam rất là quen thuộc, tại vì mình là một thằng cũng khá là thích hoa cam. Nhưng mà hoa cam ở đây nó được mix cùng một chút lê. Nó lúc đầu thì khi mình xịt nó là mình liên tưởng tới chai nước hoa này của nhà Jean Paul Gaultier, tại vì nó cũng mở đầu là lê, nhưng mà ở đây thì nó nhiều gọi là gia vị hơn. Cuối cứ tiêu tiếc, em này thì cũng có tiêu nhưng mà nó sẽ không bị cay, nó không bị ngợp như những chai nước hoa khác như Alaya những cái thứ. Thì đây là một cái mùi hương mà khi bạn xịt ra thì có thể các bạn sẽ thấy rằng là nó không phù hợp, nhưng mà khoảng tầm 15 phút sau thôi thì cái mùi cà phê nó lên rất là rõ. Khi giống như kiểu bạn đi vào một cái quán cà phê ấy, mà người ta pha cà phê rang bằng máy miếc ấy, mùi cà phê rất là thơm, thì nó sẽ như vậy. Nó sẽ cái mùi hoa trắng nó sẽ biến mất rất là nhanh, và dry down nó sẽ là một cái mùi hương gọi là nó có vị ngọt của vani. Càng về sau thì vani nó càng lên càng rõ. Nó lại giống với một ly gọi là Fizzy Caramel ở Highland Cafe ấy. Thì đấy, mình thấy nó rất là giống, nó rất là ngọt ngào. Tại vì từ đầu đến cuối cái vị cà phê này nó làm nên cái sự nữ tính. À, nó làm nên cái sự gọi là cá tính. Mùi vani nó lại làm nên cái sự hấp dẫn, cái sự quyến rũ. Và cái mùi hương này thì nó cũng khá là tối, nên là nó rất là phù hợp với những bạn nào ăn mặc theo phong cách lúc đầu mình vừa nói. Và về cái mùi hương của Black Aubinum này thì nó bám ở trên da mình thực sự rằng là tầm 7 đến 8 tiếng thôi, không phải quá tốt. Tại vì mình sẽ mong chờ là nó bám tỏa được tốt hơn. Rồi tầm 10 tiếng đổ ra thì có lẽ em này nó sẽ là một cái phiên bản rất là hoàn hảo, nhưng mà nó chỉ bám ở trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng thôi. Và về cái giá thành của em nó thì em nó khá cao, khoảng tầm hơn 2 triệu đồng cho một cái phiên bản 100ml nhỉ. Chai này còn tầm 10ml. Đó. Và cuối cùng thì chúng ta cùng nhau đi đến chai nước hoa vị trí số 1, đó chính là Jean Paul Gaultier Soul Scandal. Đây. Các bạn để nhìn đấy, mình zoom vào trong cho các bạn. Đó. Nó có hình đôi chân rất là đẹp. Thì nhắc tới những cái sản phẩm của nhà của sản phẩm cho nữ thì bỏ qua Scandal là một cái sự thiếu sót. Nhưng mà trên tay mình đây là bản Soul Scandal nhá, bản mới ra mắt, bản ra mắt mới nhất. Thì nếu như các bạn nào đã ngửi qua những cái phiên bản cũ thì các bạn thấy rằng là nó có thể hơi nồng, nó có thể hơi khó chịu, nhưng mà ở cái phiên bản Soul Scandal này là một cái phiên bản mà mình rất là recommend các bạn. Các bạn nên mua nếu như các bạn thích cái mùi hương của Soul Scandal. Thì ở đây nó sẽ mang đến cái vị ngọt của dâu rừng cùng với hoa trắng, cụ thể là hoa huệ, một cái mùi rất là mịn màng nhờ một chút sữa nữa. Và em này thì những cái sản phẩm của nhà trong Jean Paul Gaultier thì nó luôn luôn bám tỏa rất là tốt, lúc nào cũng tầm 10 tiếng, 12 tiếng, và cái độ tỏa hương thì lúc nào cũng mọi người luôn luôn ngửi thấy. Em này thì có lẽ mình không phải review quá là nhiều, tại vì mình thấy rằng là gần như bạn nữ nào cũng đều sử dụng qua em này, hoặc là ít nhất thì cũng đã mua chiết của em này rồi. Và em này thì rất là quyến rũ, rất là sexy như cái tên của nó vậy. Và mùi hương của Soul Scandal có lẽ rằng là nó sẽ rất hợp vào những ngày đầu đông, trời bắt đầu trở lạnh, thì các bạn xịt Soul Scandal ra thì các bạn nên cẩn thận về những việc là người yêu bạn có thể rất là muốn cắn bạn. Tại vì khi mình xịt cái mùi hương này lên tay mình thôi mà mình đã rất là muốn cắn, tại mùi hương nó rất là ngon. Mùi hoa ở đây nó làm được, nó làm cùng với cái vị ngọt của Fruity, nó rất là vừa vặn. Mình thực sự là mình không có ấn tượng tốt về cái phiên bản Scandal hay là Scandal by Night những cái thứ, mình không ấn tượng tốt. Nhưng mà khi mình xịt đến ngoài ra mình phải kiểu wow, đây là một cái phiên bản rất là thành công, rất là được cọt sũa, rất là tốt. Và mình xịt ra thì mình lúc nào mình đưa tay lên mình hít, mặc dù mình làm rằng không thích huệ, nhưng mà huệ ở đây nó rất là mượt mà, nó rất là quyến rũ. Có một cái điều duy nhất đó là em này thực sự là cũng không thực sự phù hợp vào những ngày trời nóng hay là những ngày trời thu mà nó hơi kiểu nắng nóng tầm 27-28 độ, xịt em này nó sẽ hơi quá đà. Còn nếu mà mùa đông thì em này mình nghĩ rằng là phiên bản best choice. Nếu như bạn nữ nào, tất cả bạn nữ nào đang sử dụng những cái phiên bản cũ thì các bạn nên bỏ hết đi và mua phiên bản này. Về cái giá tiền của em nó thì nó chắc là tầm 2,5 triệu thì đó, 2,5 triệu quay đầu thôi, nó không vượt được quá 2,5 triệu đâu. Thì các bạn có thể sở hữu chai 100ml như này.
hơi cao một chút đúng không? Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó cũng rất là đáng tiền cho những bạn nữ nào là fan của những cái sản phẩm của nhà Jean Paul Gaultier, đặc biệt là fan của Scandal. Đây là một cái phiên bản flanker mình nói một lần nữa, rất là ngon. Và vừa rồi thì mình đã review cho các bạn nữ 5 mùi hương sử dụng vào những ngày trời thu hoặc là những ngày trời chuyển đông. Nếu như còn những làm được 10 mùi hay là 20 mùi thì mình cũng còn rất nhiều những cái gợi ý khác, như là Chanel Coconut này, rồi Good Girl này, rồi những cái sản phẩm, rất nhiều những cái sản phẩm khác. Nhưng mà với cái giá 3 triệu đồng thì đây là những cái mùi mình nghĩ rằng là có thể là quen thuộc và cũng có thể rất là lạ mà các bạn nên thử qua. Còn mình sẽ hứa là sẽ làm cái video top 5 mùi hương với cái mức giá trên 3 triệu đồng để các bạn nữ có thể tham khảo. Và chắc chắn nó trong đó có những cái tên rất là hot. Còn bây giờ thì nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn có những cái ý kiến, những cái bình luận nào, hay là các bạn đã từng ngửi qua những mùi hương nào trong này, thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mọi người cùng biết. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.